Bây giờ mình đi tới chè trôi nước. Chè trôi nước hả chị? À, nhà mình ăn chè. Mình có một ký bột miếng nè. Này bột là bột rắm khóm hả chị? Ừ. À. Bột miếng nó có pha sẵn, bột khóm. À, giờ mình đi nấu chè trôi nước á, mình có 5 màu. Đây là màu hoa đậu biếc nè ha. Này là màu xanh dương nè. À, còn đây là màu lá cẩm. Màu tím nè. À, còn đây là màu bí đỏ, vàng á. Bí đỏ này là bí đỏ. À, mình tán ra hả chị? Rồi còn đây là màu lá dứa. Rồi một màu trắng nữa là 5 màu. Dạ. Mình sẽ nấu được 5 màu một ký bột. Bây giờ cái này là nước hoa đậu biếc nè. À, nấu nóng lên hả chị? Ừ, nước này sôi luôn đúng không? Ừ, nước sôi. Mình nhồi từ từ, mình chế vô từ từ rồi mình nhồi chứ đừng có chế nhiều quá nó dễ bị nhão lắm. Có điện nội nha nội, lấy đựng điện lại nha. Có điện Zalo nội á. Đây là cái màu là cái màu bí đỏ nè. Thảo kiếm cho gì hai cái mâm ha, cái sao gì bà hai nói trắng bà hai để cho con. Cái mâm này nằm đấy, cái mâm này là lau cái mâm này. Đây là cái màu lá cẩm nè. Cái màu này có ha. Ừ. Cái này phải làm nhân nhỏ nữa mới được. Ừ quá. À cái này cũng hơi to. Nó làm mịn. Tôi bớt lại rồi đó. Này. Này giống nhà đến đầy tháng. Đứa nào? À ở dưới nhà cô chính tiền mua chè không có. Chè sao nữa à? À xong lạnh. Đó con thôi ông nội. Con nói trên này ta gửi xuống. Con gì một đó. Nó hồi đó giờ đặt nó xong mà bây giờ nó không có bán. Đặt nó làm chứ. Đặt không đặt. Đặt không đặt. Có đặt trước. Đặt không đặt. Đặt nó nói cái gì. Đặt nó nói cái gì. Đặt gì hả. Trời vậy không nói con đặt con lãnh. Trời ơi. Dở vậy con lãnh trời. Mười con khỉ hồi qua. Nói hồi qua mà ông Lâm như ông không có lãnh. Ông không có nói. Tới chừng ông không có bán. Nói nói chuyện người ta. Bị á kịp chậm ạ. 15.000 nha. Bữa tôi mua cái chè ở trên ba để thùng đó nha. Chè với dòng ở bản ha. Vô trong mình mà. Nhột. Nhột cho mà nhột. Mũi cắn. Coi chừng này. Nè ngoại, ngoại đổi hồi rồi mẹ con không. Mẹ bắt đầu qua hai được. Ba thùng mẹ được. Ý là sao bắt đầu vậy? Sao? Đồ của mẹ cố bằng. Cố không chê thiệt. Cái bộ rò này 65kg mà giờ 55kg mặt không rinh. Hạn chi sao 1kg là 75kg mặt động rinh người còn đỡ 65kg xuống còn 55kg mặt động rinh bị đèn nhau và mặt rạo mở đèn qua đây không nhỉ. Thảo xong nha gần đây con. À quên điếm là được bao nhiêu rồi á. Đặng coi như thế nào. Tôi chín viên rồi đó. Em dư nè. Hả? Ra nè. Mẹ không được. Này. Bây giờ cái này là màu trắng nè. Năm màu. Năm nay cũng 2 tháng rồi nôi. Dịch bệnh nè hai. Chứ không mấy là này tháng thôi nôi đám dỗ rồi y xèo hai. Tại không có quần nữa chứ có quần thôi. Càng mỏng càng ngon. Vì nó nhỏ nhỏ vậy. Cái nồi nước nó sôi chưa? Cái bà Lon qua đây. Vô có gần mà. Gần lắm rồi để sao bà Lon đâu. Con dày quá. Dày quá đó. Mỏng á. Mỏng thì mỏng. Sao ăn vậy được? Không phải ăn bột dày thì thôi. Thiếu bột chứ. Dày quá. Cái cày nó coi mô bột. Con xanh của ta vô đổng hết trơn. Xong má vú làm gì mà má sữa vậy? Đã làm số 12. Kệ đó.
cái màu có gì hay đó là ít cái mày quà quanh cũng dạ còn 20 còn 20 kia nữa đó. Chưa 10 viên trắng. Bao nhiêu? 10 viên nữa hả? Đủ rồi. 20 viên mà nó có 10 viên trắng, 10 viên xanh. À, không có bao tay bao đồ mà mày quay phim mày đưa lên clip là chết rồi. Nè bắt đầu nè, vậy mày nó đưa quay phim lên. Chết rồi. Trong đất mày nói. Hôm nay là nhà mình. Quay hai bà cái đầu. Xong rồi ghé về Tiến Chi cũng có rồi. Ủa sao cái sắc gì đâu màu dày với mấy quanh sắc. Nó thấy không? Sắc nhiều dao á. Thì đây, ba đính đây anh. Lúc nào có. Ba đính đây trời chứ. Đây mùi bắp luộc không ai nấu gì. Thôi coi coi cái nước đường sôi chưa để nó cạn. Chưa kẹo rồi. Chưa. Cho bỏ vô đây nè, bỏ. Nó uống luôn không? Đúng rồi. Lấy nấu thịt phèn hả chị? Nhiều đâu, dài ấy được rồi. Lát hồi chín để không được nữa. Không bằng. Từ từ sắc đi. Sửa lại hả hai? Dắt tròn hay là mày dẹp dẹp muốn là ăn cũng được. Cái gì dắt tròn ha? Cái này nè tròn ha, đè dẹp dẹp một chút. Tròn đi. Còn quay thì tao vô lỡ cho nó còn quay. Mỗi lời này nè, nó xong nó chín rồi nè Bình. Đó thấy không? Đẹp ghê không ha? Vậy là chín rồi hả? Ừ. Nó nổi lên trên hết là nó trong bọt nè, cái viên chè nó trong rồi nè, là nó chín. Đẹp ha, màu đẹp ha. Màu từ rau củ màu quả là tự không nhiên à. Từ, đẹp ghê. Từ rau củ quả. Rồi. Vậy là nước